Chào các bạn, năm hết Tết đến không chỉ là dịp gia đình đoàn viên mà còn là thời điểm để mua tặng người thân những món quà ý nghĩa. Một trong số những món quà được nhiều người lựa chọn nhất chính là các mẫu điện thoại phục vụ nhu cầu liên lạc, trao đổi với người thân. Hôm nay, mời các bạn cùng với mình điểm qua những sản phẩm được giảm giá hấp dẫn nhất tuần này. Chiếc máy đầu tiên mình sẽ nhắc đến đó là HTC One 18. Sản phẩm này được giảm mạnh 200.000 đồng từ mức 3.990.000 đồng xuống 3.790.000 đồng. Đây là một mức giá rất ngon lành nếu các bạn đang tìm kiếm một smartphone giá rẻ, có đầy đủ các đặc điểm của hàng cao cấp như là vỏ kim loại nguyên khối, pin châu bò hay là cấu hình tốt. Đến thời điểm này, HTC 18 vẫn còn đang được săn lùng rất nhiều khi nó đã được lên Android 6.0 chính chủ, nhất là từ các bạn học sinh, sinh viên đang tìm kiếm một chiếc điện thoại tốt để Tết này sử dụng. Những ai là fan LG thì chắc chắn sẽ nhận ra rằng G3 ở thời điểm này cũng được giảm giá tương tự 18, từ 3.790.000 đồng xuống còn 3.590.000 đồng. Để mà nói thì G3 vẫn còn ghi điểm với người dùng Việt Nam nhờ thương hiệu đã quá đỗi quen thuộc, chất lượng phần cứng tốt, ít lỗi. Năm 2014, khi mà giá G3 còn tương đối cao thì không ít người không ngần ngại mua ngay lập tức. Giờ đây, G3 chỉ còn hơn 3 triệu đồng thì lại càng có nhiều lý do để mua chiếc máy này. Nào là cụm phím vừa độc vừa dị, nào là lấy nét laser thời thượng, RAM 3GB, hơn hết là màn hình 2K chi tiết hơn bất kỳ chiếc máy nào trong tầm giá. Đối với các bạn nữ, có lẽ Samsung nói chung và S5 Mỹ nói riêng sẽ là một món quà tuyệt vời cho họ. Đang được giảm giá chỉ còn 3.790.000 đồng, S5 Mỹ ghi điểm với các chị em nhờ giao diện mượt mà, thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn, camera tự sướng đẹp, camera sau cực kỳ chi tiết với cảm biến 16 megapixel, chưa kể đến một loạt các công nghệ như là cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim hay là khả năng chống nước. Nếu muốn tìm một chiếc điện thoại vừa lành vừa dễ dùng thì chắc chỉ có S5 Mỹ là có khả năng đáp ứng tốt nhất. Nếu không thích những sản phẩm từ năm 2014 nhưng lại không đủ tiền mua những sản phẩm đầu bảng như S6, G4 thì HTC One 19 là một chiếc điện thoại không thể bỏ qua được. Đến thời điểm này, không có bất kỳ chiếc flagship 2015 nào tụt giá sâu hơn 19. Từ mức giá hơn 10 triệu đồng giữa năm, nay chỉ còn 4 triệu 990.000 đồng ở thời điểm này. Mua 19, chúng ta có tất cả những gì tinh tế nhất của HTC như cặp loa boom sound bá đạo, camera trước sau đều ngon lành, đặc biệt là bất chấp tất cả những sản phẩm tầm trung khác. Năm cuối cùng trong số các sản phẩm Android có giá tốt đó là Z3 Verizon. Trước giờ, Sony luôn là một trong những hãng sản xuất mà bản thân mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với thiết kế nhất. Dù không phải là quá đẹp, nhưng Z3 Verizon có một thiết kế khá tốt, vuông vắn, nam tính, đầm chắc hơn hẳn các máy khác mà giá lại giảm 300.000 đồng, chỉ còn 5.290.000 đồng. Cấu hình của Sony thì luôn luôn nổi bật, âm thanh, màn hình tuyệt vời cho giải trí và còn nhiều đặc điểm khác mà có lẽ mình không cần nhắc tới nữa. Đừng quên rằng khi mua bất kỳ chiếc Z3 version nào, thậm chí M8, M9, G3 hay là S5 tại Diệp Động Minh thì các bạn đều được tặng những bộ sạc cáp chính hãng chuẩn nhất, giá màn hình từ tính miễn phí cùng với ưu đãi mua phụ kiện giá siêu tốt. Đặc biệt, mua M9 chắc chắn sẽ được tặng thêm một ốp lưng thời trang. Nếu không hứng thú với Android thì đừng quá lo lắng, Diệp Động Minh luôn có các sản phẩm iPhone Zin để các bạn mua tặng hoặc là sử dụng trực tiếp với nhiều dòng máy thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Rẻ nhất, kinh tế nhất đó là iPhone 5 Lock. Với mức giá hơn 3 triệu đồng, bây giờ thì lần đầu tiên iPhone 5 Lock cũ chạm chân xuống cái mức giá là 2.990.000 đồng, một cái giá quá rẻ, quá dễ dàng để sở hữu một thiết bị của Apple. Còn nếu muốn được dùng một chiếc máy quốc tế, 3.990.000 đồng thay vì giá 4.190.000 đồng trước đây là khá hợp lý. Khi mà 4, 4S đã quá cũ kỹ và đem đến trải nghiệm không tốt, thì có lẽ giờ là thời điểm mà iPhone 5, 5 Lock cũ thống trị thị trường giá rẻ. Nếu iPhone 5 chưa bao giờ là đủ để thỏa mãn thì có lẽ các bạn nên ngó nghiêng sang chiếc iPhone 5 Lock. Giá thì không cao hơn là bao, nhưng những gì mà nó đem lại thì không hề nhỏ. Nào là một vi xử lý mạnh hơn, camera tốt hơn cho đến Touch ID cực kỳ bảo mật. Mình đảm bảo, trong số tiền từ 4.390.000 đồng phải bỏ ra để mua chiếc máy này thì không có một đồng nào là lãng phí cả. Cuối cùng, khi tài chính không phải là vấn đề thì hãy cứ chọn một sản phẩm cao cấp nhất của Apple để dùng hoặc là tặng người thân. Chắc chắn là iPhone 6 Plus sẽ là một chiếc máy gây được sự chú ý của người đối diện. Không chỉ là smartphone đầu tiên đánh dấu sự xâm nhập dòng phablet của Apple, đây còn là một chiếc máy với nhiều công nghệ hiện đại bậc nhất nhưng vẫn có giá tiền cực kỳ hợp lý, chỉ có giá từ 11.490.000 đồng so với giá 11.790.000 đồng ở thời điểm trước đây. Một màn hình lớn, một thời lượng sử dụng châu bò cùng với hiệu năng cực khủng vẫn là con át chủ bài để 6 Plus trở thành lựa chọn số 1. Và trên đây là tất cả những sản phẩm được giảm giá mạnh nhất tuần này. Không chỉ có riêng mình iPhone, cả các mẫu điện thoại Android cũng được giảm giá làm cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn tùy vào mục đích sử dụng hoặc cũng như là sở thích của người mua. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!